Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách phóng to các biểu tượng ở ngoài màn hình desktop của máy tính Giả sử như đây Các biểu tượng ở ngoài màn hình desktop của máy tính của tôi Nó quá nhỏ Nếu mà để như thế này á Rất là khó sử dụng Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách phóng to các biểu tượng này lên Thì để phóng to các biểu tượng ở ngoài màn hình desktop của máy tính Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột tại một vùng trống bất kỳ trên màn hình đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột tại một vùng trống bất kỳ trên màn hình tiếp theo các bạn lên chuột vào view này ở đây á có ba chế độ lên đi tức là biểu tượng lớn medium icon là biểu tượng trung bình còn small icon là biểu tượng nhỏ đó tôi đang chọn vào small icon này để đúng này á các biểu tượng này á nó sẽ có kích thước nhỏ bây giờ tôi muốn là phóng lớn lên thì tôi sẽ chọn là lên icon này. Đó. Các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ phóng lớn lên Còn nếu như thế này á, lớn quá Thì chúng ta sẽ chọn vào Medium Icon Còn nếu như các bạn chúng ta muốn thu nhỏ Các bạn chọn vào Small Icon Thì nó sẽ thu nhỏ nha Đó là cách đầu tiên Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Cách thứ hai á Các bạn chúng ta sẽ sử dụng chuột nha Ở đây các bạn chúng ta sẽ giữ phím Control này các bạn chúng ta sẽ đẩy con lăn lên Thì lúc này á các vị tượng ở ngoài màn hình desktop nó sẽ phóng lớn lên còn muốn thu nhỏ lại á thì các bạn chúng ta sẽ giữ con lăng này và lăn lăn chuột xuống thì lúc này á nó sẽ thu nhỏ các vị tượng ở ngoài màn hình desktop rồi bây giờ tôi làm mở cho bạn xem nha bây giờ tôi muốn là phóng lớn các biểu tượng này lên thì tôi sẽ giữ phím control này lăng lăn chuột lên đó mỗi lần tôi lăn lên thì nó sẽ phóng lớn lên này còn nếu muốn tôi thu nhỏ lại á thì tôi sẽ giữ phím control lăng con lăn chuột theo hướng ngược lại thì nó sẽ nhỏ lại nha Còn nếu như các bạn chúng ta muốn là quay về trung bình á ở view chọn vào video mấy con thì nó sẽ quay về mức trung bình đó là cách thứ hai đó như vậy là trong video rồi tôi vướng dẫn cho bạn cách phóng to biểu tượng ở ngoài mà đất có của máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi.